Thưa quý vị, sau hơn 100 ngày áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19, vào ngày 11 tháng 10, người dân tại Sydney, Australia đã được đi cắt tóc, tập gym tới quán cà phê khi mà thành phố lớn nhất của Australia đã mở cửa trở lại. Theo Reuters, thì một số quán rượu ở Sydney đã mở cửa ngay sau lúc 0 giờ ngày 11 tháng 10 và hình ảnh trên truyền hình và mạng xã hội cho thấy từng nhóm người tụ tập ăn uống để mừng ngày tự do. Theo Reuters, các quán cà phê, phòng tập thể dục và nhà hàng ở Sydney đã mở cửa chào đón những khách hàng tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ từ ngày 11 tháng 10, trong bối cảnh Australia đặt mục tiêu bắt đầu sống chung với COVID-19. Thật tuyệt vời, tôi rất vui khi cuối cùng được tận mắt nhìn, thử và mua đồ đúng size của mình, thay vì phải đặt chúng qua mạng và phát hiện chúng không vừa với mình, sau đó thì trả lại cửa hàng. Tôi rất háo hức. Tôi đã thức dậy từ rất sớm. Tôi cũng hơi lo lắng vì có thể phải xếp hàng. Tôi nghe nói có nhiều người xếp hàng ở ngoài tiệm cắt tóc và những nơi tương tự. Theo các quy tắc nới lỏng thì những người đã tiêm đủ có thể tụ tập tại nhà riêng với điều kiện tối đa 10 người. Các cửa hàng bán lẻ được mở cửa trở lại nhưng với công suất hạn chế. Với đà tiêm chủng tăng cao, Australia đang có kế hoạch nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường mới, trong đó cho phép những người dân đã được tiêm đầy đủ đi lại tự do từ tháng 11, trong khi bang New South Wales có kế hoạch mở cửa sớm hơn.